Rồi hello anh em ha. Hôm nay lên cực phẩm anh em. Một dòng siêu hệ nha. Con này là con Huguena 357 ha, XPG nha. 357 thì phụ tùng nó gần như là giống 353 bán mới tại Việt Nam mình là 90% anh em. Nên cái hệ này rất là nhiều anh em miền Bắc săn đón nha. 357 thì nó mạnh hơn 353 anh em. Nó là 57cc nha, còn nằm bê tông nó là 46 ly. 46 47 ly gì đây không nhớ, nhớ cũng không rõ nữa. Nhưng mà nó là 57cc luôn nha anh em. XPG là anh em hiểu bên Huguena nó sản xuất nha anh em. Đời 357 XP là nó không có sự ấm tay cầm nha. Còn XP mà có thêm chữ G ở đây là nó có sự ấm tay cầm nha anh em. Đây nè, công tắc sự ấm tay cầm nè. Khi mà anh em bật cái công tắc này lên nha, là cái tay cầm này nó ấm nè, với cái tay cầm này là nó ấm lên nè. Anh em chạy mùa lạnh á rất là ok luôn, nó không có bị gọi là lạnh với mình nó bị đơ tay anh em. Còn anh em chạy mùa nóng thì anh em cứ tắt ha, mà bật lên là nó nóng nha anh em, bật xuống là nó lạnh nha. Rồi 357 con này như máy thùng anh em, siêu phẩm nha. Nè, như máy thùng luôn anh em. Cái đời nó là đời màu nâu anh em, chứ không phải là màu cam như 353 nha. Nên con này gần như là mới luôn á. Tại anh em nhìn cái màu nâu nó không có đẹp bằng cái màu cam nha. Quay chắc tối nó cũng hơi không đẹp bằng ban ngày anh em. Đây nè anh em, 357 57cc anh em thấy không? Tem của nó đó. Gần như là máy mới luôn anh em, cực kỳ đẹp luôn. Mặt tiền đó nè anh em, bô là bô zin. Con này là em bao anh em là zin từ con ốc nha anh em. Zin 100% zin từ con ốc ha. Lam thì lam tản nhiệt anh em, lam của Huguena zin theo máy luôn à, lam tản nhiệt nè. Có sợi sơn này thì nó hơi cồn nha. Anh em mua hàng em sẽ cắt sợi sơn mới cho anh em ha. Lam mà lam tản nhiệt nha, lam zin theo máy, lam Huguena nha. Bên nắp lam nè anh em. Này là áp nha anh em, bấm áp vô giật rất là nhẹ luôn á. Như mới là máy cực kỳ đẹp luôn. Rồi con siêu phẩm này em bán là 5.600.000 anh em. Bao ship toàn quốc cho anh em ha, máy thì bao zin 100%, bán ra bảo hành động cơ anh em là 6 tháng anh em. Rồi nổ máy lên giùm anh cái. Sơn mới luôn nha. Chứ tặng anh em cộng sinh viên nó cũng còn khoảng 60% á. Rồi anh em nào cần thì liên hệ em ha.